Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì ở đây Zulu có một cái shop về phụ kiện rất là đa dạng luôn. Em cái này là cái gì em? Cái này giống lò nướng hả? Đó là một cái chuồng để mình nuôi bò sát. Nhưng mà trong đó nó sẽ có tự động điều chỉnh nhiệt, điều chỉnh ẩm. Và đèn đóm thì sẽ bật tắt theo chế độ hẹn giờ. Có thể can thiệp bằng wifi thông qua cái app riêng của nó. Cái đó là dành cho máy ấp trứng. Máy ấp trứng á. Nhiều dòng khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ cần set nhiệt độ và độ ẩm là cho phù hợp với cái dòng đó. Để chúng ta trang trí trong cái chuồng của Chameleon đó bạn. Cái này là cây giả, đây là những cái chuồng này cũng là nhập khẩu hết các bạn ha. Em nhập từng cái về rồi em ráp lên hả? Dạ đúng rồi, em nhập về phụ kiện về xong em mới ráp lên. Hay có cái tình trạng là set up cái đèn nằm trong cái chuồng. Cái này đều rất là sai lầm ha. Tụi nó nhiều khi nó tò mò, nó nhảy lên nó sẽ bị phỏng, bị đồ. Mà an toàn cái đèn á, nó phải nằm ở đằng trên ha. Cái nắp này, cái nắp lưới nè, nó xuyên qua được cái lưới này và rất là an toàn cho bé. Thì cái đó là cho những cái đèn solar cái bóng nó bự. Có rất là nhiều người hỏi mình là anh mua mấy cái bao tay rồi để chơi gu ở đâu. Thì sẵn ở đây mình sẽ giới thiệu ha, ở shop của Zulu có, mọi người có thể liên hệ. Ẩm bồng những em mà gọi là massage iguana thì rất là an toàn luôn. Mình thì mình không quen xà bao. Mình chơi riêng luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình tới shop của Zulu thì ngoài những cái chia sẻ về Chameleon rất là hay, rất là thú vị, rất là chuyên sâu của Zulu ha. Thì ở đây Zulu có một cái shop về phụ kiện rất là đa dạng luôn. Đó. Em cái này là cái gì em? Cái này giống lò nướng hả? Đó là một cái chuồng để mình nuôi bò sát. Nhưng mà trong đó nó sẽ có tự động điều chỉnh nhiệt, điều chỉnh ẩm. Và đèn đóm thì sẽ bật tắt theo chế độ hẹn giờ. Có thể can thiệp bằng wifi thông qua cái app riêng của nó. Con cầu kỳ dữ ha. Nhìn nó khá là chất lượng ha. Này hàng nhập quá không em? Dạ đúng rồi, hàng nhập. Mình sẽ quay rất là nhiều sản phẩm ở đây ha, phục vụ cho. Nói chung pet shop thì mọi người hay thấy nhiều rồi, nhưng mà thường thường đa số những cái pet shop về phụ kiện thì nó dành cho dòng chó mèo. Chúng ta hay thấy mấy cái áo, cái quần, dây xích đồ này nọ, nhưng mà đây là một cái pet shop về bò sát thì chúng ta sẽ coi những cái gì khác biệt ha. Ví dụ như cái này là cái gì em? Cái đó là dành cho máy ấp trứng. Máy ấp trứng này chúng ta có thể ấp nhiều dòng khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ cần set nhiệt độ và độ ẩm là cho phù hợp với cái dòng đó. Đó. Đây là những cái cây giả nè. Những cái này để chúng ta trang trí trong cái chuồng của Chameleon đó bạn. Mấy cái này có thể uống được ha, uống theo cái kích thước của chuồng mình đồ này nọ nè. Nó giống như những cái dây mây rừng á. Đó. Những cái này là cây giả, đây là những cái chuồng này cũng là nhập khẩu hết các bạn ha. Thì nói chung là tương đối là tinh tế. Khá là tinh tế. Cái này là em nhập từng cái về đầu em ráp lên hả? Dạ đúng rồi, em nhập về phụ kiện về xong em mới ráp lên. Đó, nó khá là đồng thanh đồng thủ các bạn thấy không? Thì có một số bạn á, trong nuôi igu hay nuôi con gì mình không biết. Hay có cái tình trạng là set up cái đèn nằm trong cái chuồng. Cái này đều rất là sai lầm ha. Tụi nó nhiều khi nó tò mò, nó nhảy lên nó sẽ bị phỏng, bị đồ. Với lại nếu mà cái đèn nằm trong cái chuồng á, thì cái độ cao giữa cái đèn tới cái điểm sưởi nó rất là thấp. Bé nó dễ bị phỏng, bị khô da rồi lắm. Cái chuồng mà an toàn cái đèn á, nó phải nằm ở đằng trên ha. Cái nắp này, cái nắp lưới nè. Cái trần này là bằng lưới nè. Đó, thì cái đèn này nó đánh cái tia xuống nó xuyên qua được cái lưới này và rất là an toàn cho bé ha. Đây là khu vực đèn và máng đèn. Có những cái nó biết sai quá, như cái này biết sai quá, anh mới gặp lần đầu luôn nè. Cái đó là bự bằng cái này nè anh. Đó thì cái đó là cho những cái đèn solar cái bóng nó bự ha. Ở dưới đây đây có rất là nhiều người hỏi mình là anh mua mấy cái bao tay rồi để chơi gu ở đâu. Thì sẵn ở đây mình sẽ giới thiệu ha, ở shop của Zulu có, mọi người có thể liên hệ. Những cái bao tay này mà ẩm bồng những em mà gọi là massage iguana thì rất là an toàn luôn. Mình thì mình không quen xà bao. Mình chơi riêng luôn. Thì đó, con mà khoảng 1m6, 1m7 gì đó lên đây là cũng gọi là rất là an toàn, không có bị chạy da ha. Nhiều người thì ngại nó bấu mà nó bấu đau thiệt. Đó, cho nó đứng lên đây. Một cặp này là bao nhiêu em? Dạ 160.000 anh. 160.000, dễ mua quá trời. Đây mọi người có thể liên hệ Zulu nếu như mà muốn tìm những cái bao tay chơi gu ha. Đây là những cái chén
đồ ăn đồ này nọ rất là dễ thương, rất là xinh. Bên này là cái gì ta? Nó là chén đựng côn trùng anh. À, nó okay. Sẽ có một cái vành để ngăn côn trùng bò ra. À, cái gờ vành dạ, trên. Hơi khó vậy. Đây mở nè. À, đây cái gờ đây đó các bạn. Sâu dán gì đó. Nó bò lên đây nó sẽ rớt xuống ha. Còn nếu mà cái miệng nó không vậy thì nó sẽ rớt. Đó, rất là hay. Đây là những cái kẹp đèn nè các bạn. Kẹp đèn này ví dụ như các bạn nuôi trong cái hồ á. Đây, cái chuồng hoặc là như những cái bể như những cái hồ nuôi ruồi nước đó chẳng hạn. Hồ nuôi nước nè, hoặc là thùng đồ này nọ tạm cho baby mới nở đâu các bạn có thể kẹp vô đây ha. Rồi cong xuống, gắn cái đèn vô, đánh vô. Đó, rất là tiện dụng luôn. Ở dưới này là những cái lót nền. Đây, mấy bạn cũng hay hỏi mình là vỏ thông. Này là vỏ thông nè. Yeah. Thấy không? Cái này là cái gì? Caspen đó dành cho chăn rắn anh. Này dành cho chăn rắn, cái lót nền chăn rắn nè. Đó, bên này là cù bắp nè. Cù bắp sấy khô nè. Đó, cù bắp thì nó sẽ có đặc tính là nó sẽ hút ẩm và nó ngăn mùi. Còn cái này là những cái két dành cho những cái dòng sa mạc, sừng thằng lằn sa mạc cát rồi đúng không? Đó, những cái cát chuyên dụng của nó. Đây. Calcium sen nè, các canxi luôn nè. Ừ. Rất là nhiều đầy đủ phụ kiện ha. Này cái gì em? Đó là một cái tấm đá sưởi anh, dành cho mấy như là BD này kia lên nằm sưởi á. Ủa nhưng mà cái này nó phải có kết hợp điện chứ. Đúng rồi, nó sẽ khi mà đèn đánh xuống thì cái miếng đó nó sẽ ấm lên á. Nó sẽ giữ nhiệt á. Cái này là mình để ngay dưới cái đèn sưởi. Đúng rồi. Đó, đèn sưởi nó đánh xuống thì cái nhiệt nó sẽ hút vô cái này và nó cái này nó có chức năng giữ nhiệt. Ha, bé nó nằm lên đây là nó sẽ được sưởi cái phần bụng. Đó. Thì giống như trong tự nhiên các bạn, mấy cái tảng đá đồ á nó đưa ánh nắng mặt trời, nó cái nhiệt mặt trời nó xíu vô cái tảng đá nóng thì bé nằm lên phơi. Đó. Còn bên này là những cái điện trang trí. Đèn trang trí. À, với cái này như có ghim điện là nước chảy ra đây nè đúng không? Dạ đúng rồi. Nước chảy trang trí nè, rất là đẹp luôn, rất là sinh động. Đó, những cái này. Đây là những cái đồng hồ đo về nhiệt độ, độ ẩm đâu nè. Đó. Cái này là cái gì ta? Cái này thảm cái thảm rêu anh. Thảm rêu hả? Sao thấy để hình con bon này nó có chức năng gì trong chuồng bon ta? Trang trí, chắc là trang trí mấy con bon ra trang trí á. À, lót nền trong bon nè. Dạ, à, lót cái sàn á, lót cái nền á. Trên này là cái máy phun sương đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là phun sương tạo ẩm với chuồng cham. Cái này là phun sương mà dạng khói, là giống như cái Zulu nãy xài nè. Đó, trong cái clip trước mình có mở cho các bạn coi nó ra khói á. Rất là nhiều phụ kiện mà những cái pet shop đó khác không có ha. Đây là những cái cây gấp nè. Cây gấp côn trùng. Này các bạn để cho gấp cho các bé nhện đồ ăn á. Bò cạp rồi mấy con mà nó hay cắn hay chích đồ á. Này gì ta? Đó là bách nhiệt đó anh. À, này là những cái bách nhiệt nè. Dạ. Bách nhiệt này kiếm điện nó sẽ tạo ra cái nhiệt ha. Đây là những cái hang trú dành cho cái tụi thằng lằn hoặc nhện bò cạp đồ á, nhìn nó hoang dã. Cái này để đề co trong chuồng rất là đẹp. Đó, nhìn nó hoang dã ha. Đây là những cái hốc cây giả nè ha. Nó vừa là cái hốc cây trang trí mà vừa là cái hang luôn. Đó, bé nó sẽ chui vô đây rồi nó có những cái đường ra bên này. Đó, rất là tự nhiên. Đây cũng đều là những cái mẫu trang trí hết. Ví dụ như cái mẫu này là 470.000 ha, có giá niêm yết hết. Bạn nào tìm những cái phụ kiện này có thể liên hệ với Zulu ship toàn quốc nha. Ở dưới đây là những cái sản phẩm về cái dinh dưỡng. Ví dụ như có canxi nè, có D3 nè. Cái này là multivitamin, tức là vitamin tổng hợp nè. Đó, cái này là của Exotera. Còn bên này là của Zimmec. Đó. Còn cái này là Mazuri hả? Dạ đúng rồi. Mazuri, này là thức ăn dành cho rùa đồ ha các bạn ha. Này, cái này là những cái túi chiếc lẻ nè. Này cái chiếc lẻ. Này mình mua những cái bao lớn em chiếc dạ, lẻ lại rồi. Cho anh em dễ dạ. Sử dụng đúng không? Dạ đúng rồi, bao một bao đó là bao 11 kg cả này. Đó. Đó.
Thì anh em mà nuôi ít á, thì mua một bao này thì nó chua quá, những cái bao này phải nhập về, cho nên là Zulu có chiết ra những cái túi nhỏ ha, đó dành cho tụi các bạn nó ăn một túi. Đây là những cái hộp này, thường thường chúng ta sẽ thấy là các bạn dành để nuôi nhện nè, rồi bò cạp đồ ha. Dạ đúng rồi. Đó, những cái hộp này. Đây là những cái này thường thường thấy dành để nuôi LG đúng không ta? Đúng rồi anh. LG nó là những cái hang. Đó, bé nó sẽ trốn trong này. Đó. Còn cái này là cái võng. Cái võng này giống như cái võng bằng mây vậy các bạn. Tháo ra treo cho cái bé nó nằm, thay vì giống như con igu, các bạn nhớ cái chuồng của mình cũng có một cái tấm lưới màu đen bắt ra cho igu nó nằm lên không, thì đây là có những cái võng ha. Đó, bắt lên trang trí. Cái này là cái gì em? Cái đế sưởi cho mấy người đế sưởi vô của mấy rùa nước nè. Dạ. Này là dán vô cái hồ kính đó. Đúng rồi. Ồ, này là đây này, bạn ịnh vô đây nè, thì như nước nó lấp sắp đây, nó bò lên đây rồi này nọ thứ nó nằm. Còn cái này là cái lọc. Lọc cho dành cho đồ những cái hồ nhỏ. Cái này cũng phục vụ cho chameleon nè các bạn. Cái này là một cái máng nước dành cho chameleon mà nó động ha. Có nghĩa là nó rút nước, nó chảy vô đây, chảy qua những cái lá nè. Bởi vì đặc tính của chameleon là nó uống nước nước động. Đúng. Chứ nó không có uống nước trong cái chén được. Cho nên cái này nó sẽ bơm nước liên tục, nó chảy xuống rồi cái lá này nó dính nước. Chameleon nó liếm nước nè, các bạn thấy người ta mô tả cái cách sử dụng nè. Thấy không? Nước nó chảy xuống nó sẽ liếm nước ở đây. Rất là hay. Trong này có một cái em nhập về rất là nhiều là giống nhau. Đây là một cái hồ để cái thùng này là để nuôi những bạn rùa nước. Đó. Nước đổ lấp sắp ở đây, bò lên trên kia nó nằm phơi nắng. Chúng ta có thể kẹp cái bát đèn á, đánh ngay chỗ đó cho các bé nó xuống nó phơi. Ha. Em nhập mấy cái phụ kiện là anh thấy nó đa dạng nhiều hơn những cái shop khác á. Hầu như là có thể tìm ở đây, những cái phụ kiện mà bạn tìm ở những shop khác không có thì có thể tìm ở đây ha. Rất là đa dạng. Ok em, bây giờ chúng ta đi vô vấn đề kỹ thuật chút xíu đi, chúng ta sẽ nói về đèn. Tại vì rất là nhiều người vẫn chưa có hiểu về đèn. Sử dụng đèn nó sai cách, nó không hiệu quả thì nó coi như là tiền mất tật mang cho con bé luôn. Ok. Về đèn á, đèn dành cho bò sát nó sẽ chia ra hai hướng. Đèn rời UVA, UVB rời và đèn tổng hợp có cả UVA, UVB trong đó. Thì á cái đèn quan trọng nhất vẫn là cái đèn UVB. Thì đó nó sẽ chia ra làm hai dạng, dành cho sa mạc và dành cho nhiệt đới. Thì loài nhiệt đới như những loài iguana hay là chameleon á thì sẽ sử dụng UVB 5.0. Còn những loài dành cho sa mạc như là gỗng úc này kia này đó thì sẽ là 10.0. Thì tại sao người ta sẽ làm hai loại mà sao người ta không sử dụng một loại đèn chung, đèn tổng hợp cho nó gọn? Thì nó có vấn đề như thế này. Ví dụ như mình sử dụng đèn UVA, UVB rời cho chameleon là điều mình phải nói là nó phổ thông rồi. Có nghĩa là con chameleon nó không cần sưởi nhiều như con igu. Đó. Thì khi mà mình bật hai bóng rời thì nó đủ thời gian sưởi nó, thì mình sẽ tắt UVA đi. Trong khi đó UVB là vẫn cái bóng chính mở suốt trong ngày, đúng không? Đó là mình xài hai bóng rời. Và tại sao không sử dụng cái bóng solar tổng hợp này? Thì cái bóng solar tổng hợp này nó sẽ có UVA và UVB luôn. Nhưng mà con chameleon nó không cần UVA quá nhiều, nhiệt quá nhiều. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng bóng này cho nó, khi mình tắt là nó mất hơn luôn. Là nó tắt hết, tắt cả UVA và UVB luôn. Đó, nên là nó làm ra hai loại. Tùy loại các bạn. Tùy là phụ thuộc, thì nó phù hợp với từng loài. Từng loài, đèn á người ta sản xuất cũng nó phù hợp với lại từng loài. Zulu vừa có giải thích, ví dụ như con chameleon á thì nó cần sưởi cái thời gian rất là ngắn. Đó, có nghĩa là sưởi khoảng chừng tiếng ha. Tiếng thôi. Thời gian còn lại trong ngày nó cần cái tia UVB thôi, cho nên là chúng ta sử dụng hai cái bóng rời để sau khi một tiếng xong chúng ta tắt cái UVA đi, vẫn mở cái UVB cho tới cuối ngày, tới chiều. Đó, còn nếu mà chúng ta tích hợp vô cái bóng này, thường á anh em mà nuôi iguana đó thì mình hay hỏi mình nên xài đèn gì, thì mình nói là nếu em có điều kiện về kinh tế thì em chơi cái bóng solar luôn. Đó, nó gọn,
À, nó gọn hơn, và tại vì có con iguana nó cần cái nguồn nhiệt rất là cao, nó cần nguồn nhiệt nhiều và nguyên ngày luôn, cho nên sử dụng cái bóng này có nghĩa là sáng mình bật 8 giờ sáng, chiều khoảng 5 giờ chiều, 6 giờ chiều mình tắt, thì nó là UVA và UVB nó đồng bộ với nhau. Còn cái này là UVA chỉ cần có 1 tiếng thôi, mà UVB thì cần tới 8 tiếng lần, cho nên mình phải chia ra để mình có thể chủ động tắt mở tùy theo cái loài đó. Đó, còn cái này là dành cho những cái con mà ở sa mạc nè, những con giống như là BD đồ này, những con thằng lằn cát đồ này nọ, những cái con mà nó cần khô nóng hơn, cần cường độ UVB nhiều hơn, độ UVB nhiều hơn. Đó. Solar thì nó có ba dạng ha, 80W, 125W và 160W. Đó. Thì cái đó là cái công suất all in one. Thì trong đây nó là vừa có UVA, vừa có UVB, rồi nó có sưởi trong đó nữa, cung cấp nhiệt nữa. Thì các bạn lưu ý là mình nói về Igu thôi á, là tại Igu á thì các bạn muốn xài hai bóng rời vẫn được. Tuy nhiên hai bóng rời nếu mà tính tiền ra đó, tính tiền ra hai bóng rời này nó rẻ hơn một cái bóng này. Đúng rồi, nhưng mà phải tốn hai cái chụp nó lại mắc hơn. Đúng rồi, sẽ tốn hai cái chụp, hiểu không? Mỗi bóng đèn là một cái chụp khác nhau. Đó, hai bóng rời là hai cái chụp. Đó, ví dụ như vậy là hai bóng này là tốn hai cái chụp nè. Đó, mỗi bóng là một chụp ha. Mỗi bóng là một chụp nó sẽ tốn tiền chụp hơn. Còn nếu các bạn xài bóng solar, mặc dù cái bóng này nó sẽ mắc hơn, nó mắc hơn hai bóng này, nhưng mà các bạn chỉ cần xài một cái chụp này thôi. Không, solar xài cái chụp nhỏ hơn, cái này là cái chụp hơi to, đúng không? Nó còn cái chụp nhỏ hơn cái này chút, nhỏ hơn này một size. Dạ đúng rồi, cái bên đó anh, cái bên đó là sẽ sử dụng được solar 80. À, này xài solar 80 được nè. Dạ. À, nhưng mà 125 là nhỏ, còn nếu mà xài chụp lớn là xài chụp này. À, thì chụp này là nó có cái công tắc ở đây luôn ha, tắt mở. Thì các bạn lưu ý là đó là vấn đề về đèn. Ok em, còn mấy cái này là cái gì em? Mấy cái này đó là cũng là một hãng đèn UV tổng hợp tương tự của solar. Thực ra mình gọi là solar là do là cái này là cái tên solar, tên của hãng nó đặt thôi, là phổ biến đó, nên là khi mà những cái bóng đèn tổng hợp thì mình quen gọi là solar. Nhưng trong đó nó sẽ có UVA, UVB riêng đó nè. Ở đây nè, nó có 4 điểm UVA, UVB, nhiệt và ánh sáng. Đó, nó sẽ cung cấp cho người ta như vậy. Ở trên này là cái dàn chụp ha. Yeah. Ừ, cái này thì con nhông rào Việt Nam mình được hình thành luôn ha. Về UVB thì nó sẽ chia hai trường phái là bóng compact và bóng tiếp. Như nãy em đã nói chia sẻ về cái đó dành cho Chamberlain. Thì cái biên độ của cái bóng này nó sẽ không có nhiều bằng của đèn tiếp. Nó phù hợp cho những cái chuồng nhỏ, kích thước nhỏ, có độ sâu không có quá cao đi, độ cao, chiều cao của chuồng nó không quá cao, nó khoảng từ 40cm đổ lại, thì sử dụng bóng này phù hợp. Riêng đối với những chuồng Chamberlain thì với cái khoảng cách chuồng chiều cao nó từ 80 trở lên thì để tối ưu thì mình phải sử dụng cái bóng đèn tiếp để cái phần tia nó được chiếu được cao, chiếu được dài hơn và nó xuyên qua những cái phần lá mình setup trong chuồng. Thì để biết được chính xác được á, mình có sử dụng đúng hay không thì bạn phải có một cái thiết bị chuyên dụng để mình đo được là cái chỉ số UVB chiếu đến những cái con vật trong chuồng đó có đạt được hay không. Ví dụ như đối với ở Chamberlain thì cái chỉ số UVB cần thiết cho nó rơi vào khoảng 30 đến 40 microwatt trên 1cm vuông. Đó. Thì còn đối với những con ở sa mạc thì nó phải gấp đôi cái số đó. Thì về nhiều bạn hỏi mình là setup sao cho đúng anh, em giờ em sử dụng đèn này được không, thì cái đó thì phải tùy thuộc vào cái cách setup và phải có thiết bị đo chuyên dụng thì mình có đo được cái đó nó có phù hợp hay không, chứ thật là chất mình không thể nào mình nhìn bằng mắt thường mà mình cảm nhận được hết. Phải có không, nhưng mà sao? Với cái kinh nghiệm của em á, nói chung là mà đâu có ai mà ví dụ người ta nuôi chút xíu, người ta đâu có mua cái máy nha. Em là giống như là em có muốn trải nghiệm, muốn test thử, muốn này nọ thì em đầu tư cái máy này. Nhưng mà mọi người thì đâu có đầu tư, cho nên là với cái kinh nghiệm của em là sử dụng những cái đèn này là nên xài cái bóng tiếp. Thì mọi đúng người rồi. Cứ áp dụng theo là ok, đúng không? Đúng rồi. Cứ sử dụng bóng tiếp thì nó sẽ, thứ nhất, về tuổi thọ nó dài hơn cái bóng này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ cung cấp đầy đủ tia UVB để cho bọn Chamberlain, ví dụ như Chamberlain đi, tổng hợp được canxi tốt hơn. Mình nuôi trường hợp nó thiếu tia, nó sẽ không tổng hợp được vitamin, không hấp thu được canxi, dẫn đến những trường hợp như là bị MBD, bị rối loạn xương, rối loạn chuyển hóa, thì sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng cho những con vật mình nuôi.
Đầu tiên các bạn thấy, có thể thấy nhìn vô là chúng ta thấy khác biệt giữa các dòng ở nhau mà chúng ta set up. Ví dụ như chuồng này là chuồng iguana, đúng không? Các bạn thấy là cái chuồng nó sẽ là hình chữ nhật nhưng mà nằm ngang. Đó. Và sử dụng đèn là thường sử dụng những cái bóng đuôi đuôi dặn, đuôi xoắn. Đó. Các bạn thấy không? Có nghĩa là cái độ cao từ cái chỗ này xuống tới cái điểm sưởi thì nó tầm khoảng 40-50 cm nè. Là như đây là bé nó hưởng được. Nhìn qua chuồng bên kia là Chameleon đó, thì sẽ được nuôi trong những cái chuồng mà theo hình chữ nhật dạng đứng. Do cái đặc tính của con Chameleon là nó có xu hướng bò lên đó, khi nó cần phơi nhiệt nó bò lên cao, dễ nhìn hơn nè. Đó, bò lên cao đó, còn khi mà nó nóng quá, nó cần mát đó, nó chui xuống dưới đó. Thì với cái độ cao này á, độ cao của cái chuồng này á, thì phải sử dụng những cái bóng tiếp thì cái độ phủ của nó mới xuống tận đáy được. Chứ còn cái bóng dạng compact, cái bóng dạng đuôi đuôi xoắn á, thì nó cái độ phủ nó không có được sâu ha, thì ở cái tầng dưới này nó ti nó không xuống được. Cho nên là Yulu là tư vấn các bạn nếu mà nuôi Chameleon là nên làm cái chuồng đứng như thế này, đúng kỹ thuật, và sử dụng những cái bóng tiếp như thế này ha, là đảm bảo đúng kỹ thuật. Em sẽ nói riêng về cái phần đèn. Ok. Để một số bạn nuôi trong nhà, khi mà mình nuôi ở đây, mình phổ biến, mình nói về phổ biến về nuôi Igu đi. Khi mà nuôi Igu, nhiều bạn hỏi anh ơi em nuôi trong nhà không sử dụng đèn được không? Thực chất nuôi Igu trong nhà không sử dụng đèn là không được. Con Igu nó thứ nhất cần nhiệt, thứ hai nó cần phải có sự tổng hợp vitamin, canxi để nó phát triển. Nuôi trong nhà không sử dụng đèn là không được. Hoặc nhiều bạn hỏi anh ơi bây giờ em nuôi em không có kinh phí, bây giờ làm cách nào để mà em nuôi trong nhà được? Thì cái đó nếu mà trường hợp em hỏi như vậy thì giống như là em chưa chuẩn bị cho nó một cái môi trường sống tốt thì làm sao em có thể nuôi nó được. Đúng. Đó. Khi mà mùa mưa, ví dụ mình nuôi ngoài trời đi, mùa mưa nuôi ngoài trời, mùa mưa thường là mùa của baby. Nhiều người hỏi anh ơi nuôi ngoài trời mùa mưa không sử dụng đèn được không? Nói được thì vẫn được, nhưng mà rủi ro nó sẽ có. Khi con baby nó phát triển hay là khi nó muốn phát triển nó phải ăn, mà ăn mà không có nhiệt thì làm sao nó tiêu hóa được. Thì mình phải hấp thu nhiệt. Thì nhiều người hỏi em là anh ơi cái bóng UVB nhỏ này, UVB 3.0 này xài được không? Xài vẫn được với trường hợp là nuôi ngoài trời. Đây là nhiều cái câu hỏi mà nhiều người hỏi em nhất, là cái bóng này sử dụng cho Igu được không? Được, nhưng mà phải nuôi ngoài trời. Còn trường hợp nuôi trong nhà thì bắt buộc phải có một thêm một bóng UVB nữa, tại vì cái bóng này hầu như nó không có UVB. Nên mọi người đừng có nhìn cái nghĩ là cái tên của nó có UVB trên đây là có tia, thực chất nó không có tia đâu. Nghe giá tiền là biết rồi. Nghe, tại vì cái bóng này nó chỉ có mấy chục ngàn, mà tại sao một cái bóng UVB rời của nó tới 300 mấy chục ngàn, hoặc là cái bóng solar tổng hợp của nó tới hàng 600 mấy chục ngàn, thì nó sẽ có sự khác biệt rất là nhiều. Nếu mà làm được cái bóng như này mà đầy đủ thì người ta đâu cần phải làm những cái bóng cao cấp để làm gì. Thì khi mà nuôi trong nhà thì bắt buộc phải có thêm một cái ống UVB. Tại đây câu hỏi này là rất là nhiều người hỏi em. Có nghĩa là cái đèn này á bạn là dạng như chữa cháy, các bạn nuôi ngoài trời. Nhưng mà bạn thấy trời nó mưa nhiều quá, âm u quá thì bạn chuẩn bị thêm cái đèn này. Cái đèn này á, chúng ta nói chung là trên đây thông số thì rất là nhiều, nhưng mà thật sự là người bán luôn, và nói chung bản thân mình nghe cái tiền nào của đấy thì mình biết rồi, nghe cái giá tiền là mình cũng sẽ không có đặt nặng quá gì vô đây. Mình chỉ coi nó là cái này là cái đèn mà nó phát sinh nhiệt thôi. Thì khi mà bạn nuôi ngoài trời tức là bình thường nó đã được hưởng những cái tia UVA UVB đầy đủ rồi. Hôm nào trời mưa á thì nó sẽ không có mặt trời, tức là nó thiếu nhiệt. Thiếu nhiệt thì con Igu nó sẽ không ăn uống, không tiêu hóa được, ù lì. Thì chúng ta thắp thêm cái đèn này, giống như là cung cấp một cái nguồn nhiệt cho nó, để cho nó năng động, nó ăn uống, nó lanh lẹ hơn. Chứ còn không có ỷ lại vô những cái tia ở trong cái này được ha. Thì đó là cái điều lưu ý, tại vì cái bóng này nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, nó chỉ có nhiệt thôi. Mặc dù ở trên đây thông tin của nó cũng rất là ghê gớm, nào là UVB 3.0 rồi này nọ cái thứ, nhưng mà nói chung là không đáng tin lắm. Cái này là dành chữa cháy thôi. Ok. Đây là những cái giống như mình cũng hay nói các bạn á, những cái tia này đó là những cái mà mắt thường mình không có nhìn thấy được. Cho nên nếu có điều kiện ưu tiên sử dụng những cái hàng thương hiệu có chất lượng uy tín thì nó sẽ đảm bảo hơn. Ok. Còn cái này nữa, cái này là một cái bóng sưởi ha, cái này gọi là sưởi sứ. Em có thể giới thiệu với mọi người cái sưởi này thì nó sẽ tạo ra nhiệt. Nhưng nó sẽ không phát ra ánh sáng. Nhiều người hỏi là anh ơi
Ví dụ như em đang nuôi con Eagle ngoài trời, nhưng mà giờ trời mưa, đêm lạnh quá, em thắp sưởi cho nó tới sáng được không? Thì thật sự con bé cả ngày nó đã sưởi rồi, đúng không? Bây giờ nó cần thời gian để mình nó nghỉ ngơi, để nó phát triển. Mà bây giờ mình thắp một cái bóng đèn có ánh sáng nữa thì nó sẽ không ngủ. Đúng nó rồi. Tưởng là à, đây là mặt trời sáng, còn đang sáng, tôi thức tiếp. Đó. Thì một thời gian cứ ngày qua ngày nó sẽ stress và dẫn đến bệnh này kia. Đủ phát sinh đó, tại đúng vì rồi. Nó làm trái cái nhịp sinh đúng học rồi. Của nó. Nó là thì cái đèn này mà. Thì nó phải sẽ phát sinh ra nhiệt thôi. Chứ nó không phát sinh ra ánh sáng thì vẫn tạo ra một cái vùng ấm để nó nằm sưởi. Nhưng mà nó sẽ không làm mất giấc ngủ của con Eagle. Cái đèn sưởi đêm này nó có hai dạng các bạn, một là cái dạng sưởi sứ này. Đúng rồi. Hai là cái dạng mà cái lớp thủy tinh bên ngoài nó màu tím. Đó, có nghĩa là nhìn nó mờ mờ ảo ảo thì bé nó cũng vẫn ngủ được chứ không phải là nó bị mất giấc ngủ. Nhưng mà anh thì anh thích xài cái loại kia hơn, tại vì nó có đứt bóng hay không thì mình biết. Còn cái này thì sao biết ta, cái này chắc phải đụng vô. Để gần thôi chứ giờ cái kia thì nó mô phỏng theo cái mặt trăng á. À đúng rồi, mô phỏng nó theo mặt trăng. Nó sẽ có nhiệt nhưng mà nó ánh sáng nó sẽ mờ. Nhìn nó cũng đẹp hơn, nhưng mình ngồi ngắm nó nhìn nó cũng đẹp hơn. Nhưng mà như cái này xài bền hơn kia. Dạ đúng rồi, cái này sử dụng dây mây xo giống như trong cái lò của mình. Cái lò nấu lò xo xưa đó. Nó sẽ bền hơn các bạn. Thì cái sứ này nó không có chảy, nó làm nó nóng cái sứ này lên, nó làm cho cái vùng nó ấm lên thôi. Đó. Thì rất là nhiều loại đèn ha. Nói chung là vòng đi vòng lại thì nó cũng có UVA, UVA, chỉ có cái chỉ số ở trên này thì nó khác. Cái thông số nó thông số thôi. Như ở đây là 75W nè. Đây là 100W nè. Đó. Thì nó sẽ cái watt đó, cái công suất đèn đó nó sẽ dựa trên cái kích thước của cái chuồng mình. Ví dụ như chuồng nhỏ thì mình sẽ sử dụng cái đèn công suất nhỏ, chuồng lớn mình sẽ sử dụng công suất lớn. Nhiều người hỏi anh ơi, chuồng em bây giờ em nuôi Eagle BB mà em xài đèn 125W được không? Đó. Thì em cái điều đầu tiên khi mà khách hàng hỏi là mình phải hỏi người ta trước là kích thước của chuồng như thế nào, và em muốn đặt cái bóng ở trong chuồng hoặc là cái bóng ở trên nóc, và cái khoảng cách từ cái đèn đến cái điểm sưởi là bao nhiêu. Ví dụ như em con Eagle của em mà nằm trên cái cây để sưởi trong chuồng thì cái khoảng cách từ cái cây để sưởi đến cái nóc nó sẽ bị ngắn lại, thì phải sử dụng cái đèn công suất nó phù hợp. Nếu mà sử dụng cái bóng đèn nó quá công suất đi thì tình trạng nó, khi mà con động vật máu lạnh mà Eagle là con máu lạnh mà, thì nó thấy điểm nóng thì nó sưởi thôi, sưởi đủ thì nó đi, nhưng mà vô tình trong cái khoảng cách sưởi nó quá ngắn đi thì nó sẽ làm cháy gai con Eagle, nó khô gai và chỗ đó nó không, nó giống như là nó hoại tử luôn chỗ đó, nó không phát triển được chỗ đó nữa. Nên là khi mà mình chơi đó, mình nên hỏi là cần cái người bán nó tư vấn đúng cho mình cái cách sử dụng sao cho nó hợp lý nhất. Chứ không phải là mình nghe người này giới thiệu anh đó bán cái đèn 80W xong về mình bê về cái chuồng mình bự cao cả mét thì cái đèn nó vô dụng, đúng không rồi. Có tác dụng gì hết. Mình cần khi mà mình nhập môn hay là mình sử dụng một cái gì đó thì cần hỏi rõ cái người bán cái cách sử dụng của nó sao cho phù hợp nhất với con bé của mình. Ở trong này nó cũng có những cái thông số nè, nếu mà anh em về chịu nghiên cứu đọc á, là nó sẽ có ví dụ như khoảng cách từ bao nhiêu thì cái tia nó sẽ cung cấp bao nhiêu nè. Ví dụ như cái này 10cm thì đúng không ta? Đúng rồi anh. Đó, 10cm hoặc là 40-50cm là cái độ phủ của nó. Ở bên đây là cái số UVB nó xuống được bao nhiêu nè, đúng không? Rồi. Đó. Cái phù hợp nó đánh giá cái mức độ á. Nhưng mà thường á có nhiều người ta nhìn vô người ta không biết. Đó, thì theo cái kinh nghiệm thì ví dụ như một cái bóng đèn này mình sẽ tính từ cái khoảng cách của cái bóng đến cái điểm sưởi của con Eagle nó rơi vào khoảng 30cm cho một cái công suất 80W là phù hợp. Từ 40 là 125W và từ 50 là 160W. Thì thường là những cái nhiều người hỏi là cái con của em nó nhỏ, sưởi cái bóng bự được không? Quan trọng cái chuồng. Cái chuồng của em, ví dụ như cái chuồng em cao quá thì phải buộc phải sử dụng cái bóng công suất lớn hơn. Lớn. Cái chuồng nhỏ thì công suất nó thấp hơn. Ok, Vũ mới cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm đó. Ví dụ như khoảng cách từ cái đèn tới cái điểm sưởi của bạn 30 thì các bạn nên xài cái bóng solar 80. Ha. Còn từ 40 tới 50 thì xài cái 125. Từ 50 tới 60 thì xài cái 160. Đó là tùy cái chuồng của bạn sử dụng cho nó đúng.
Ok. Còn gì nữa không ta? Còn gì để chia sẻ nãy gì em? Cái đó là những cái điều khiển nhiệt thôi. À, điều khiển nhiệt. Rồi ok các bạn. Anh em nào mà cần những cái phụ kiện gì về cho bò sát tất cả mọi khái, hoặc là có những cái thắc mắc gì về đèn, về đốm, về chuồng, về trại gì, có thể inbox cho Vũ ha. Vũ sẽ tư vấn. Nãy giờ thấy nói chuyện qua clip là biết tư vấn rất là nhiệt tình rồi. Nhưng mà quan trọng á là nhiều khi mình tư vấn xong người ta làm ngược lại không là mới buồn chứ. Đúng rồi. Thì trường hợp gần đây nhất là có bạn đó hỏi mua chuồng dành cho chamberlain của em. Hỏi xong, anh ơi em giờ em mua một chuồng, em nuôi hai con được không? Em nói không thể nào được hết em, nó sẽ cắn lộn. Nó sẽ stress một con, hoặc là nếu mà trường hợp mà hai con nó thuận hòa đi thì sẽ có một con lớn thiệt là lớn, phát triển nhanh thiệt nhanh, còn con kia cứ đẹp hoài. Con kia nó kèo trên rồi. Giống nó... như là tao là trưởng buồn nè, trưởng còn mày là mày lính lát đó. Xong cuối cùng khách về vẫn mua chuồng, nhưng khách về khách nuôi hai con chung chuồng. Cuối cùng hai con dễ cắn lộn, vài bữa sau nó anh ơi sao con mắt con này của em nó bị vậy rồi. Thì ban đầu chụp qua hình thì mình không nhìn rõ, mình nói là chắc do thiếu hợp chất. Đó, nó sẽ dẫn đến cái việc là mắt nó có vấn đề. Cái em nó vẫn làm theo. Nhưng mà qua bữa sau nó anh ơi em thấy không an tâm lắm, thôi em đem qua cho anh coi nha. Thì đem qua mới biết là hai con cắn lộn. Bầm dập hết luôn. Nó bị khô cái mề á, nó bị chày xong bị khô thì con mắt nó không xếp lại được. Đó, là hỏi ra mới biết là em nuôi hai con chung với nhau. Trong khi đó anh tư vấn cả buổi trời luôn. Là anh nói nuôi hai con riêng với nhau. Mà cuối cùng về sợ sao em lại nuôi chung lại. Đây là một cái câu chuyện mà nó diễn ra rất là thường xuyên. Mọi người nghe thì có vẻ, nếu mà mọi người nghe thì sao kỳ vậy, đang hỏi người ta sẽ làm ngược theo. Nhưng mà ngộ lắm các bạn. Cái chuyện này nó xảy ra đa số luôn á. Có nghĩa là hỏi, mình tư vấn, nhưng mà về làm theo ý mình. Xong rồi cuối cùng nó tày quầy ra hết rồi. Bắt đầu mất tiền, công, chữa, chạy rồi hỏi tùm lum. Nói chung là khi mà chúng ta set up mọi thứ nó sai á thì đằng sau nó sẽ sai theo rất là nhiều thứ ha. Ok, hy vọng là những cái chia sẻ cũng như là giới thiệu những cái sản phẩm vừa rồi cũng giúp cho các bạn biết thêm được là trong cái ngành bò sát cũng đang rất là phát triển, rất là nhiều phụ kiện liên quan tới nó luôn. Thì anh em nào mà có cần những cái phụ kiện về đèn, về trang trí, về đòi co cho cái hồ của mình, cái chuồng của mình á, thì có thể liên hệ với Zulu ha. Ok, thank you em rất là nhiều luôn. Anh. Ok, nhưng mà vẫn phải hít đất tiếp. Ủa nữa hả? Ừ, mỗi liếng là phải hít đất cái. Ok. Hít với em là anh ngại chứ em có ngại gì đâu, em chấp anh. Ơi, rồi. Ok mọi người, bye bye. Cảm nha, thank you mọi người. Ok.